Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt hơn nữa cho Hải Anh và Hà Lộc, thưa quý vị. Quá bay bổng, quá lãng mạn. Cảm ơn các em, thật sự là cực kỳ tuyệt vời. Và xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho hai biên đạo Golden Hour Trend.